Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3, ngày 27 tháng 12 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 3, 6. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 4, 0, 2. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 4860, 8917, 1984. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 1943. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 01883, 52984, 89672, 98925, 47289, 75496, 76509. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 48603, 53681. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 42930. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 30431. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 5, 8, 7, 5, 5, 3. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 5, 8, 7, 5, 5, 3.